Xin chào cả nhà tiệm mèo Sen nha. Cả nhà ơi, hôm nay tiệm chúng mình lại về thêm một bé mèo anh lông ngắn Bicolor này mọi người nè. Một bé mèo anh lông ngắn Bicolor, form to mập mà bánh bao, mép dày, mắt màu vàng đồng cực kỳ xinh nha mọi người nha. Ôi yêu chế, mũi hồng, mặt cân trái tim, đệm chân hồng luôn nha mọi người nha. Lông khoang trắng, xanh rất là đẹp. Để mọi người thấy chưa, em nè, chân to chưa? Ôi mũi hồng chót vót luôn mọi người ạ. Xinh dã man. Về nhà mới nhưng mà không hề lạ một chút nào nha mọi người nha. Bé cực kỳ lanh lợi và hoạt bát, vô cùng đáng yêu luôn. Ôi xinh thế nha mọi người ơi. Bé này mà không đoán thử đoán bé nào. Cái này cứ phải gọi là cực phẩm mèo anh lông ngắn Bicolor nha mọi người nha. Em ơi, lanh lợi lắm mọi người ạ. Nhưng mà cũng rất là quấn chủ nha mọi người nha. Ưa nịnh, thích được gãi, được vuốt ve lắm. Ôi nhìn cái mặt cưng dã man. Mọi người nhìn này, mặt cân trái tim, mép dày. Bé này đuôi tròn nha mọi người nha. Đặc biệt là bé đuôi tròn, đuôi cực kỳ to. Đây cho mọi người xem đuôi của bé này. Ôi đuôi của bé to lắm luôn ý mọi người ạ. Form to, xinh ơi là xinh. Bé này lông dày mượt, ôm thích lắm mọi người ạ. Trời ơi, sao mà xinh thế này nhỉ. Sen ơi, mò đón em về ăn Tết đi nha mọi người nha. Mèo anh lông ngắn Bicolor, xám xanh thuần chủng ở tiệm mèo Sen, mặt cân mũi hồng, đệm chân hồng, form to mập, má bánh bao, mép dày, đuôi tròn mà chỉ có 4 triệu rưỡi thôi mọi người ạ. Không thể tin nổi, một bé mèo anh lông ngắn thuần chủng Bicolor xám xanh mà chỉ có 4 triệu rưỡi. Chỉ có ở tiệm mèo Sen mới có giá này thôi mọi người nha. Mọi người thấy chưa, đệm chân màu hồng này mọi người ơi. Ôi trời ơi, xinh xỉu luôn mọi người ạ. Ôi, nó xinh dã man gì. Mọi người ơi, đón bé liên hệ với tiệm chúng mình ngay nha. Mình kết thúc video đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye mọi người.